Trung xin chào tất cả anh em nhé, lại thêm một cái video demo nhé nè. Mấy cặp cầu chốt rồi, chưa trở về nhà đây. Bốn cái cây cầu là hai bộ nhé, hai bộ cầu của xe ba chân Mercedes nhé. Cầu nhỏ dòng dòng gì không biết nữa. Loại này là cầu 10 tấn một cây, tải của nó là thiết kế là 10 tấn một cây đấy. Màu dơ của nó thì nhìn cũng giống như bao nhiêu cây khác, cây mẹt khác thôi. Dòng mẹt vỏ tròn nhé nè, mẹt vỏ tròn nhé. Anh em xem này, cây tuyệt đẹp luôn, quai nhíp tất cả là chưa có vết mòn luôn này. Cầu thon siêu thon nhé, siêu thon siêu gọn luôn này. Số lượng hai cọc nhé nè. Đây cái mã số của nó này, Trung cạo ra một cái tem. Cậu này coi nhìn thôi, chưa có dấu vết bung nhé nè. Xe chuyên dùng công ty, xe xăng dầu gì đấy của công ty chuyên dùng nên hầu như là xe này còn khá là đẹp, chưa có bung bỏ nha. Cậu chưa bung luôn này. Đấy tên tuổi của nó đấy. Đọc không hiểu gì hết. Số thôi, anh em có tra catalog thì từ từ tìm hiểu Google nhé. Vỏ cầu cực thon cực đẹp luôn nhé. Đây là hai cây trước này, cây trước của cặp ba giò sau nhé em, chứ không phải là cầu trước sau đâu. Xe là xe ba chân, đây là hai cây cầu sau, cầu đôi ấy. Cầu đôi thì có cây trước hay sao, đây là hai cây sau này, đây là hai cây trước này. Hai cây trước có bộ vi sai heo con nằm ở trong đây nhé. Đây chắc là có đâu, đây là khóa sai này, khóa sai heo con này. Còn thắng hơi. Còn ở đây là khóa sai này, khóa sai của từng cầu này. Đấy. Mùi tắc kê thắng lớn, vỏ cầu cực thon cực nhỏ, sơn zin còn nguyên bản luôn, chưa có một cái vết tháo nào hết. Bánh nhíp thì đẹp tuyệt đẹp luôn nhé nè, cặp cầu này rất là đẹp. Đây này, sơn zin này, keo chỉ zin này. Đấy anh em nhìn cái đường, cái nước sơn đó là nhìn ra hết này. Rồi, Trung có hai cặp cầu như vậy, anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ giúp nhé. Món hàng này thì chắc vài hôm về thôi.